Xin chào mọi người, ngày hôm nay của mọi người như thế nào, có ổn không? Tớ thì ngoài cái mụn này ra thì mọi thứ đều khá là ổn. Cũng đã rất là lâu rồi thì tớ chưa lên video về son, thế nên là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quay trở lại một video về son nhá. Ở đây thì tớ có 4 thỏi son của nhà MKUP và đều là thuộc chất son Velvetin. Ở đây là một chất son mà tớ cực kỳ thích, cực kỳ tâm đắc luôn. Nếu như mọi người đang thắc mắc thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào khám phá 4 màu son này luôn nhá. Thỏi son của nhà MKOB có thiết kế bao bì trùng với màu son bên trong khá là quen thuộc nhưng mà chưa bao giờ gây nhàm chán. Đồ cọ son lấy được lượng son vừa đủ. Tuy nhiên có một điểm trừ với bao bì đó là trên thỏi son thì không có ghi mã màu. Thế nên với những nàng nào mà sở hữu nhiều thỏi như tớ thì rất là dễ bị nhầm. Ngày hôm nay thì tớ sẽ swatch theo thứ tự ngược lại bởi vì tớ nghĩ những tông son về cuối trong bảng son này thì sẽ thu hút mọi người nhiều hơn. Mở đầu với màu số 4, Burnt Amber là một tông đỏ nâu có pha hành cam. Tông son này thiên về ấm, tuy nhiên thì vì có sắc đỏ nên là không bị xỉn răng vào da. Màu son có độ trầm vừa phải, nhưng mà tổng thể thì vẫn dễ dùng và không đòi hỏi make up. Tông đỏ nâu này thì không giống BA25 hay là Backrow A12 đâu. Sắc son này pha nhiều nâu nhưng mà không quá bị đậm. Nhìn màu son rất là tây và lạ, tôi nghĩ các nàng rất là nên tham khảo màu son này. Chất son này của MKUP là chất son Velvetin nghiêng về hướng kem đặc, có hiệu ứng làm đầy rãnh môi mờ lý rất là đẹp. Màu son lên đậm và che phủ môi, nàng nào môi thâm thì cũng yên tâm là màu son vẫn lên rất là đẹp nhé. Bạn son này thì không xét lại vào môi, bởi vì chất son này tương đối đặc nên là mọi người lưu ý là quét ít son thôi để son không bị bết đọng vào vùng lòng môi nhé. Màu 03 mà tớ đang swatch là một tông màu an toàn nhất trong bộ son này, một tông đỏ nâu trung tính, có sắc đỏ nhiều hơn nên là rất là dễ dùng. Màu này thì trắng da khỏi bàn rồi, càng thoa nhiều lớp thì sẽ rõ sắc nâu hơn. Màu này thì không có bị nghiêng cam quá mà khá là chuẩn đỏ nâu ấy. Các bạn học sinh thì có thể dùng màu này đi học đánh lòng môi cũng rất là yêu này. Lớp tiêm màu bạn này bám cũng trung bình thôi. Sinh hoạt bình thường tôi thấy là son bám được 4 đến 5 tiếng, ăn thì sẽ trôi. Lớp tiêm còn lại sau khi ăn thì cũng không đáng kể, nhờ cần phải dặm lại son sau đó. Khi mọi người uống nước thì bạn son này sẽ để lại dấu môi khá là rõ. Tiếp theo là màu số 2, cũng là màu mà tôi thích nhất trong bộ son này. Đây là một màu hoa hồng khô rất là đẹp, đánh lên nhìn cực kỳ tây luôn ý. Sắc nâu chiếm tầm 30%, nhìn màu son trầm trầm và dịu dàng, rất là khác lạ so với các màu son khác. Tông này không làm xỉn răng nhưng sẽ hơi làm tái da đi một tẹo. Mọi người có thể make up nền và đánh má một xíu cho tổng thể tươi tắn hơn nha. Tớ thấy là những sản phẩm khác của MKUP thì giá thành cũng tương đối cao, nhưng mà với bọn son này thì mức giá lại rất là mềm, chỉ tầm khoảng 250.000 thôi. Với giá này thì các bạn học sinh vẫn có thể cân nhắc nhé. Cuối cùng là màu 01, Soft Pink là một tông hồng nude khá là bợt. Màu này thì sẽ hợp với những nàng có cool undertone và da từ trung bình cho tới sáng. Có lẽ là vì một tông son sáng nên tớ thấy là cái chất của bạn này lên hơi lộ bên môi một tẹo. Tuy nhiên nếu như mọi người chịu khó make up mắt kiểu smoky eye và đánh màu này full môi thì cũng rất là đẹp. Màu son cộng với chất son mờ lì tạo hiệu ứng môi căng đầy. Tớ thấy là chất son của MKOP lần này khá là thích, tuy nhiên thì màu son hơi ít, mong là hãng sẽ bổ sung thêm màu mới cho dòng son này. Để chấm điểm thì tớ sẽ cho dòng son này 9 điểm. Với mức giá và chất son như này thì tớ nghĩ là mọi người rất nên thử. Cực kỳ highly recommend mọi người thử màu số 2 nhé. Thế với mọi người là cái màu này rất là lạ, khó có thể tìm được đúp với các dòng son khác lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi phần review của tớ. Mọi người thích màu son nào nhất thì hãy comment bây giờ cho tớ biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye.